Demonstore chấm shop sale sập sàn nhân dịp cuối năm. Adblock Food Mad Level chỉ với 50k, Adcode Human chỉ từ 80k mà thôi, cùng với vô vàng những ưu đãi khác. Nhanh tay đến với Demonstore chấm shop để nhận những ưu đãi khủng cuối năm nào. Demonstore chấm shop uy tín chất lượng. Ok, thì anh em cũng đã biết gần cuối năm rồi, chúng ta chỉ còn khoảng 3 ngày thôi là cuối năm rồi nha anh em. Hiện tại server mình chuẩn bị tổ chức event cuối năm dành cho anh em, tri ân dành cho anh em 1 năm ở trong server ha. Và nếu như anh em vô server này, anh em hãy vô cái phần hướng dẫn vào event, anh em sẽ vô chi tiết vào phần này ha. Ok, và chúng ta bắt đầu video thôi nào. Mình sẽ gửi Aerobot trong cái phần cuối năm này ha. Ok, bắt đầu video thôi. Ok, và hello, xin chào tất cả các anh em mới cần của mình nha. Chúng ta sẽ làm Blockfood nha anh em. Và nếu như anh em chưa biết là cái phần này, đây mình đút cho anh em xem ha. Đầu tiên là cái phần quà này, là phần quà sẽ là phần quà chung nha anh em. À, anh em thấy không? Đó, mình có hình lụm phần quà chung của tất cả mọi người. Ủa mình đâu? Hình lụm nhanh nhất à? Đây, anh em thấy không? Đó, vậy thì chúng... được cái Holy Cap nữa. Ấy, ngon ta. Ngon dai luôn. Vừa mới làm video được cái Holy Cap này anh em. Uầy, nhìn ngầu phết nha. Đó, nhìn giống như cái củ gầu trắng ấy. Không biết búp gì ta. Để mình về mình xem thử. Có hôm không? Có nè, ok. Rồi, thì hồi nãy anh em cũng đã thấy là rất là nhiều phần quà đã tung ra và mình lụm đã học vào, đó là sẽ ra được cái này cho mình ha, rất là tiện lợi. Thì tại sao như vậy? Thì cái hộp phần quà đó là khi chỗ người đó đứng càng nhiều thì sẽ càng nhiều quà. Vậy nên nếu anh em muốn tìm những trái quỷ như Leo Bác hay là những trái quỷ như là Darren hay Phenom gì đấy, thì mình có những cái mẹo sâu dành cho anh em luôn, rất là tiện nha. Nhưng mà nếu mà anh em chịu làm cái cách này thì cũng được, anh em có thể lấy được trái quỷ hiếm, còn không thì anh em cứ từ từ anh em làm ấy. Như mình hồi nãy mình khá là hên dự nhận được cái này luôn. Quên có búp gì ta. Hồi nãy mình nhớ nói với anh em là có cái này nó búp bị ngon đúng không? Để coi búp gì nè, sẵn tiện ở đây luôn này, đúng không? Vô thử cho anh em xem ha. Rồi vô đây. Này là đổi tập. Nhầm. Như con nết này nè. Như vậy? Từ. Sơ. 10% đam và một cái né. Khá đau nha. Chị cái này mình xài thêm tập thỏ nữa mới chị nhanh được nha anh em. Thôi mình xài cái kia đi. Cái kia mình thấy ngon hơn. Cái này để cho nào nó bút cái gì đó khác nữa thì mình xài. Hiện tại có 3 cái gọi là cái accessory mà mythical ha anh em, rất là ngon ha, mình có hết rồi ha. Ok rồi, thì cách thứ nhất để kiếm hộp quà này, chúng ta sẽ canh thời gian. Anh em cũng đã thấy bây giờ là nếu mà anh em canh thời gian á là khoảng đúng 1 tiếng, tức là từ 1 đến 1, 2, 3, 4, 5 chẳng giờ nó sẽ ra một lần. Anh em có để ý được không? Đó, thì khi mà anh em tạo cái server VIP nó vẫn như vậy luôn, nó vẫn sẽ y nguyên giờ vậy luôn. Thì chúng ta có cái mẹo như sau. Thứ nhất là khi anh em biết cái multiplayer không, anh em dùng cái đó, anh em dùng nhiều ad vào, anh em sẽ đứng vô cái hộp này. Và nếu anh em rảnh á, thì nếu mà anh em không rảnh, anh em không có cày ad nhiều mà có nhiều ad C2 thì cũng hợp lý nha. Nhưng mà điều kiện đó sẽ có server VIP, nếu mà server thường á thì họ sẽ dành hết hộp quà của anh em, hoặc là server VIP á sẽ khác ha. Không biết có dành được hộp quà hay không, nhưng mà mình vừa thấy á, nãy mình mới lụm á, tự nhiên cái hộp quà mình nó bên trái, tự nhiên cái con phải, không biết có mình có nhìn nhầm hay không ha. Nên mình anh em cẩn thận chút là anh em hãy sở hữu cho mình một cái xe VIP và anh em đứng đây đó. Anh em dùng khoảng 5 đến 6 ạ đứng đây. Nói chung là anh em một ạc quàng bè á, bạn mẹ chưa chơi á, anh em bỏ vô đây và anh em sẽ nhận được rất là nhiều quà. Đấy, thậm chí là nếu mà không được, nếu mà kiểu là mình không mở được cái hộp quà của các ạc kia thì cái kia cũng lụm quà đi, lụm quà cái khi ra trái Leo Bát anh em lụm này ăn đúng không? Đó, bạn bè đâu biết gì đâu. Trời, này không có tốn gì hết á, này là chỉ quýnh hộp quà, từng ngạc quýnh hộp quà hay là sao ấy, hay là một người quýnh á, đó sẽ mở ra cho toàn loạt luôn. Đấy, mở lụm thôi. Rất đơn giản nha anh em. Rồi, thì và đó là cách kiếm accessory gọi là hiếm nhất, đó là cách duy nhất mình nghĩ ra trong thời điểm hiện tại. Đấy, dành cho anh em luôn. Mình sẽ nói ngắn gọn thôi chứ nói dài dòng quá anh em khá là khó. Ấy vừa qua học quà, mình sở hữu ngay được một cái gọi là Holiday Crack. Cũng như là anh em tôi đã thấy hồi nãy, một đấm của mình thôi, hay một đấm của các bạn kia thôi, một đống học quà được tung ra ha. Đây là C2 không phải C1 hay không phải C3. Thì mình thấy theo tỷ lệ á, thì C2 mình thấy nó ra dễ hơn. Tại vì C3 mình quýnh hết khoảng 2-3 hộp rồi, chưa có. Cái đều quýnh còn hộp 1 à. Mới vô video quýnh thêm hộp anh em. Đó. Rồi ok, bye bye và chúc anh em có ngày vẻ ha. Hiện tại mình có cái accessory này rồi, nhưng chúng ta không cần
thiết phải treo cái này nữa, ấy phải cày này nữa. Đó, thì chúng ta chỉ cần đi cày điểm ép thôi. Mình kiếm 3 ngày rồi mới có ha. Còn cái vấn đề nữa mà MUI với lại full moon nha anh em. Ok, bye bye.